chào chú. Dạ. Chú có thể giới thiệu cùng bà con chú tên gì và địa chỉ cụ thể mình ở đây chú? Chú Nam Hăng. Dạ, chú Nam Hăng nha. Xã Tân Bình. Xã Tân Bình. Dạ. Và huyện gì đó chú? Huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Dạ. Chú Hăng thấy chú đem phân con lười này về rồi chú tìm đồ qua đâu mà biết chú? Chú lên mạng chú gặp ở Tháp 10 xài nhiều quá rồi. Dạ. Chú thấy nó cũng hơi có hiệu quả rồi chú mua để xài coi nếu hiệu quả nữa chú giới thiệu cho anh em ta xài nhiều lắm. Dạ, chú thấy bà con mình giới thiệu cái tính năng gì hiệu quả trên cái mít mình? Thấy thứ nhất là nó không xì mũ, thứ hai nó không sơ đen. Dạ. Thứ ba là ví dụ như là nó không sâu mò nữa là nó dạ. cũng vậy là tốt rồi. Dạ, ba nhiều điểm đó là nó cũng hạ nhiệt được cho mình rồi. Dạ, vậy dạ. Chú thấy là nó hiệu quả quá nên đem về thử thôi. Thử một lần. Thử nếu hiệu quả thì cứ xài tiếp. Dạ. Dạ. Hiệu quả chú cháu mình gặp nhau hoài. Dạ. Ở đây diện tích của chú Hân là được bao nhiêu? Chú phần của chú thì được 1 ha. 1 ha. Dạ. Rồi vòng vòng ở đây bà con anh em đồng lắm. Dạ. Hồi đó vườn dữ lắm. Đến nhận không á. Hồi đó giờ cũng xài nhiều loại hay chú? Ở đây là nó chuyên nhà nó xài hữu cơ, cũng hữu cơ nhiều lắm, hữu cơ bá nạp hết trơn á. Rồi có người thì xài phá học không, có người thì ấy, ví dụ chú xài được rồi chú la lên cho anh em người ta hiểu chứ người ta xài, người ta mua người ta xài chứ mình đâu có cho tao đâu, mà giúp giùm ta luôn. Thì cũng giới thiệu bà con, cũng chú Hân ở đây mới nhập hàng về nghe bà con để áp dụng cho cái mít mình. Thì bà con nào gần địa chỉ của chú Hân giới thiệu trên video của tôi á thì bà con cứ liên hệ tại trực tiếp tại nơi đây để bà con xem cái mô hình của chú Hân coi nó có hiệu quả hay không để bà con đánh giá để bà con yên tâm để đặt hàng về để sử dụng. Đó, còn đây chú Hân là mạnh dạn nghe bà con đặt một tấn về để sử dụng đó và chia cho bà con mình coi nó kết quả như thế nào và đợt sau thì chúng tôi sẽ tới đây thì giao hàng trực tiếp cho chú Hân nữa sẽ quay cho bà con xem cái vườn mít của chú phát triển như thế nào cho bà con mình xem cái thực tế rồi cảm ơn chú đã chia sẻ. Rồi.